Kể từ tháng 5 âm lịch, làng nghề làm lồng đèn trung thu Phú Bình bắt đầu nhộn nhịp với các hoạt động mua bán và thực hiện các đơn đặt hàng sản xuất lồng đèn. Đây là làng làm lồng đèn giấy bóng kiến cuối cùng còn lại ở thành phố Hồ Chí Minh. Lồng đèn ở đây chỉ làm theo số lượng khách đặt và để lại một phần để bán lẻ cho các bạn trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh chơi Tết Trung Thu. Thời điểm này, nhiều loại lồng đèn truyền thống đã hết hàng. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, nhiều cơ sở đã huy động thêm nhân công để mở rộng quy mô sản xuất. Họ đặt hàng rất là nhiều lên, mình muốn là mở rộng ra là làm thêm số lượng nhiều lên để mà cung cấp cho phía mà đại lý người ta bán cho đủ cho phía họ đặt đơn hàng. Mà muốn như vậy thì mình phải mở rộng lên, mình phải mướn nhà hay mướn xưởng, chứ nếu nhà chặt quá thì không có để được. Với lại mình phải mướn thêm người phụ nữa. Nó chỉ có một vài tháng thôi nữa là quyết định thôi. Mình làm mà chậm, mình làm không kịp đơn thì là coi như bỏ lại, là không có lợi nhuận bao nhiêu hết. Để làm được một chiếc lồng đèn truyền thống cần qua rất nhiều công đoạn, từ khâu chọn nguyên liệu đến chẻ nứa làm hồ, tạo hình, dán giấy bóng kính, vẽ trang trí, đòi hỏi người làm nghề phải tỉ mỉ, công phu từng chi tiết để có thể cho ra các sản phẩm với những hình ảnh màu sắc độc đáo, phong phú. Một ngày thì sáng khoảng 8 giờ hồi chú làm. Làm thì khi nào đến tối, chiều tối mà thì nghỉ. Thì số lượng thì nó cũng tùy theo cái khó, cái dễ, cái lớn, cái nhỏ. Mà cái nhỏ thì có thể được 100 cái, cái lớn thì khoảng được 50 cái thôi. Năm nay, nguyên liệu từ tre, giấy kiến, kẽm đều tăng, nên những sản phẩm lồng đèn của gia đình làm ra như rồng, hổ, cá, bướm không tăng so với những năm trước, với giá thành từ 30 đến 200 ngàn đồng cho mỗi loại. Lồng đèn truyền thống đang ngày càng được ưa chuộng. Trong những mấy năm gần đây thì họ lại thích chơi lại cái đèn truyền thống nhiều, cũng nhiều hơn nữa. Thì cái đèn điện tử nó đi về vùng quê hay là nó lạ hay gì đó, hay là dễ vận chuyển thôi. Thầy chưa thấy là cái đèn truyền thống này người ta vẫn ưa chuộng nhiều lắm. Nếu mình làm đẹp thì người ta vẫn ưa chuộng nhiều. Làng sản xuất lồng đèn truyền thống lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh dần bị thu hẹp. Trước đây, làng nghề có hơn 100 gia đình làm lồng đèn trung thu, nhưng hiện tại chỉ còn hơn 20 hộ còn giữ nghề truyền thống này. Dẫu vậy, làng nghề đèn trung thu Phú Bình đã dần hồi sinh và đang có nhiều tín hiệu lạc quan hơn. Các nghệ nhân trẻ quyết giữ lửa và gắn bó với nghề gia truyền con nối bằng việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất và thương mại.